Nếu vô tình nhìn thấy video này thì các bạn hãy chọn một tụ là năm nay người cũ quay về, người mới xuất hiện hay là vẫn sống độc thân. Tại sao tình trạng một mình đã quá lâu rồi? Qua trải bài này các bạn sẽ chọn một tụ để biết, tìm ra người đó là ai và dấu hiệu nhận ra họ. Sau đây chúng ta chọn tụ. Và mình có hai con vật Phượng Hoàng Trắng và Phượng Hoàng Lửa. Sau đây mình sẽ đếm từ 3 tới 1 các bạn lựa chọn ha. 3, 2, 1. Và các bạn hãy kết nối năng lượng với con vật. Và sau đây mình xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ Phượng Hoàng Lửa. Xin biết ơn thông điệp vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Các bạn có lá Đờ Phu. Kế tiếp các bạn có lá Buông Tiền. Và tiếp theo nữa, lá bài đại diện cho kết quả của việc này là gì? Các bạn có lá Sức Mạnh. Sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Lá bài đầu tiên đại diện cho tình huống các bạn đang gặp phải. Thì ở đây, sự ngây thơ chính là trong tính cách được hình thành từ bạn. Bạn bắt đầu cái cuộc yêu hoặc cái hành trình vào tình yêu. Bạn tràn đầy sự lạc quan. Bạn mong muốn tự do, không muốn ràng buộc bởi những cái mối quan hệ thông thường. Bạn tiếp cận cuộc sống giống như là trẻ con vậy. Bạn tin là những điều xảy ra trong cuộc sống sẽ có rất nhiều cơ hội. Và thế giới ngoài kia nhiều điều khám phá lắm. Bạn muốn là mình sẽ được tất cả mọi thứ. Bạn không lường trước được sự lo lắng, không lường trước được sự tổn thương. Do đó, thực tế nó rắc rối hơn những gì bạn gặp rất là nhiều. Bởi vì lá bài The Fool ra ngược. Bản thân các bạn thực sự còn quá ngây thơ để bước vào tình yêu. Bạn cảm nhận được tất cả những điều này giống như kẻ ngốc, cả khờ vậy đó, đúng theo nghĩa đen luôn. Bạn không biết được hậu quả từ hành động của chính mình gây ra, một mức độ nguy hiểm khi bạn đang trong mối quan hệ mà bạn giống trẻ con như vậy á. Đã cho thấy rằng bạn không biết sống cho hiện tại và cũng không biết lập kế hoạch cho tương lai, mà lại lờ mờ về quá khứ của mình. Khi lá bài này xuất hiện, cảnh báo là bạn nên lưu ý để không bị người khác lợi dụng trong tình cảm. Đây là bất cứ điều gì, cái gì quá tốt á, nó sẽ khiến người ta lợi dụng tình cảm của bạn rất là nhiều. Bởi vì bản thân các bạn thấy là mình rất sáng dạ, nhưng mà lại cả tin, do đó cần phải tiết chế và thận trọng hơn một chút. Đặc biệt với những người yêu mới, hãy đảm bảo rằng mọi thứ như vẻ ngoài của nó. Bây giờ bạn có thể nhìn tình yêu bằng cặp kính màu hồng, nhưng bạn cần phải nhìn rõ cái người đó là như thế nào. Chứ đừng có nhìn bức tranh tổng thể rơi vào mối quan hệ mà không đánh giá hoặc đa đánh thực sự cái người đó có xứng đáng với bạn hay không. Đây là một trong những cái sự ngốc nghếch nhất mà bạn có thể thấy được. Do đó bạn quá non nớt trong việc xử lý tình yêu và biết yêu như thế nào. Bạn sẽ dễ dàng bước vào một mối quan hệ thật sự là rất là rủi ro. Và ở đây các bạn phải xem xét lại cái người đó như thế nào, xuất thân như thế nào. Không phải là mình xét nét về cái vật giàu có hay cái gì. Khi mình nhìn xung quanh là họ có thực sự được những người mà bạn lâu năm yêu mến họ hay không, cách họ đối xử với người khác như thế nào. Từ đó bạn cẩn thận đưa ra cái lựa chọn chính xác nhất. Chứ đừng có nên hấp tấp, bởi vì có rất nhiều cái mối nguy hiểm hơn là bạn thấy khi bạn bước vào mối quan hệ mới. Và lá bài kế tiếp đại diện cho ước muốn của bạn trong mối quan hệ là gì? Ở đây cho thấy các bạn đang có một năng lượng chiếm hữu quá mức và tham lam. Muốn đảm bảo rằng cái người bạn yêu sau này sẽ không có ai có thể lấy đi được. Bạn thực sự bạn đang một năng lượng như vậy là không có được lắm. Cái mong muốn của bạn á, sẽ đạt được tất cả những gì bạn muốn bởi mình có sự cố gắng và sự ích kỷ trong đây. Nhưng nó chỉ áp dụng cho thế giới vật chất thôi các bạn. Còn những thứ không thuộc về thế giới vật chất, về cảm xúc của con người. Các bạn mong muốn mình được ổn định và được yêu thương. Nếu bạn sở hữu một cái năng lượng sự ích kỷ khiến cho bạn trở thành người quá tham lam hoặc sở hữu, làm cho bạn bị mệt mỏi trong cái sự ích kỷ của chính mình. Và cái phần thưởng của mình là gì? Phần thưởng của mình chính là đánh mất đi cái người mình thương yêu.
do cái năng lượng ghen tuông đeo bám, và bạn không cảm thấy an toàn trong bất cứ với người nào. Bạn đang có một cảm giác níu kéo mối quan hệ, bởi vì bản thân các bạn đang mong muốn cái sự chiếm hữu rất là cao, mà cái sự chiếm hữu này nó dẫn đến cho bạn sẽ ghen tuông và làm xấu đi ngay cả khi bạn có được mối quan hệ nghiêm túc và hạnh phúc nhất với bất kỳ ai. Và bản thân các bạn đã tích trữ cái tình yêu và lòng thương người khác mà sợ mất lắm. Bạn muốn giữ thân bằng một cách rất là làm sao để mình giữ được hai bên luôn, không muốn mất cái gì hết. Bản thân các bạn phải đảm bảo là không có ai được đụng đến người yêu bạn. Bạn mong muốn mối quan hệ thực sự là cái người này phải dính với mình hoài luôn. Nhưng mà thực sự không phải, cái việc này sẽ khiến cho bạn bị hạn chế rất là nhiều trong tình cảm. Hãy lưu ý, hãy từ bỏ cái ước muốn này trong tình yêu nha các bạn. Và có xu hướng các bạn muốn kiểm soát luôn tình cảm của mình, muốn kiểm soát cái người yêu của bạn, mà khiến cái việc kiểm soát này nó sẽ không tốt. Bởi vì tình yêu đích thực của một cặp đôi là phải luôn dành cho nhau đủ không gian riêng, và người kia sẽ không bao giờ được phép kiểm soát người còn lại với bất cứ lý do gì. Nếu như các bạn có năng lượng chiếm hữu, muốn kiểm soát người yêu mình mong các bạn hãy từ bỏ cái năng lượng này ha. Cái năng lượng này không phải là tình yêu đích thực, mà chính là sự ích kỷ của bản thân mình mà thôi. Và kế tiếp là kết quả là bạn độc thân hay là bạn sẽ gặp ai đó, thì lá bài thứ 3 sẽ đại diện cho năng lượng này. Khi lá bài thứ 3 này xuất hiện là lá bài sức mạnh, thì ở đây cho thấy là các bạn đang có một sự tự ti ở bản thân của mình. Nó khiến cho các bạn chùn bước rất là nhiều trong mọi việc, dẫn đến các bạn cảm thấy là mình không có đủ sức mạnh, mình không có tự mình đứng riêng lẻ được. Bởi vì các bạn có thể trở nên độc đoán thay vì đồng cảm và thấu hiểu. Bản thân các bạn cũng cảm thấy mình không có chắc chắn cái sự tin tưởng trong đối tác. Do đó, cái việc mà các bạn sẽ cần vẫn độc thân là điều đương nhiên. Bởi vì cá nhân của bạn chưa phát triển đầy đủ mà lại mập mờ ngây thơ trong tình yêu, báo hiệu rằng bạn sẽ rất dễ dàng phụ thuộc vào một mối quan hệ nào đó. Nếu như bạn thực sự bất an ở chính bạn, bạn cần phải nâng cao giá trị bản thân mình hơn, theo đuổi những sở thích riêng, tạo ra giá trị và biết yêu là như thế nào. Từ đó bạn mới có được một cái trực giác mình lựa chọn cái người yêu đúng nhất cho mình. Ở đây có dấu hiệu là các bạn cần phải thay đổi rất là nhiều. Bởi vì sự cân bằng, sức mạnh ở bên trong và sự ổn định bên ngoài, tức là bạn phải thực sự mạnh mẽ về tài chính, mà cũng phải thực sự mạnh mẽ về nội tại của mình, thì bạn mới có lòng dũng cảm và bạn đối mặt với những thử thách trong thế giới tình yêu. Sự tự tin và niềm hy vọng của bạn thì mới cho bạn có sức mạnh để các bạn có thể cởi mở tiếp thu và tiến tới một mối quan hệ với người khác. Ở đây là các bạn sẽ độc thân ha, không có người cũ quay về luôn. Một năng lượng rất là mới, năng lượng chưa biết yêu là gì, cần phải phát triển bản thân của mình. Thông điệp vũ trụ muốn gửi cho các bạn trong lời khuyên cho cái này là gì? Ở đây các bạn, những cái hành động tự phát mà không suy nghĩ trước của bạn, muốn làm bất cứ khi nào bạn muốn, có thể nó tạo ra sự lãng mạn phấn khích cho người khác, nhưng mặt khác nó sẽ gây cho khó chịu. Bởi vì việc này sẽ khiến cho bạn đùa giỡn quá trớn hoặc quá ngây khơ, không biết cách trưởng thành hơn trong mối quan hệ, dễ dẫn đến sự xung đột và mất kiểm soát với chính mình. Và việc này các bạn cần phải trưởng thành hơn về mặt cảm xúc, bớt đùa giỡn lại, hãy nghiêm túc và trưởng thành hơn. Hãy để cho mọi thứ thật sự bám sát theo kế hoạch của mình, thể hiện là mình một con người trưởng thành về cái mặt trí thức và cơ thể, trưởng thành trong tất cả cư xử, biết điều khiển cảm xúc của chính mình. Và thông điệp cũng mong rằng các bạn hãy hành động và ứng xử đừng dựa trên những kỳ vọng tiêu cực của chính mình. Mình phải đặt những câu hỏi về giá trị của bản thân, tìm kiếm những cái gì đó có thể cho bạn thay thế tích cực, chứ không phải mình thử những điều mới rồi mình cứ ngẫu hứng làm những cái việc mà vượt qua mức giới hạn của người khác. Cái điều này bạn tưởng là bạn tạo ra sự khác biệt, nhưng thật ra nó làm hủy hoại mối tình cảm của bạn rất là nhiều. Do đó mạo hiểm là tốt,
nhưng mạo hiểm trong chừng mực là một cách là bạn có thể ghi điểm với người ta. Mình mong là các bạn sẽ tìm thấy được cái thông điệp trong trải bài này. Xin cảm ơn các bạn đã xem.